đến với kênh ẩm thực Gò Công của tôi. Hôm nay mình chuẩn bị nấu canh khoai mỡ ăn cơm nha cả nhà. Mình nấu tôm nè. Tôm này mình cũng lột sẵn ráo rồi cả nhà ơi. Mình lột, mình chích chỉ sạch sẽ ráo rồi nè. Cá này mình cũng làm sạch nè, mình mua được con cá phi. Mình làm sạch sẽ rồi mình cũng ướp muối rồi. Giờ mình để ráo nước rồi mình đi chiên. Mình nấu với tô canh khoai mỡ nè, ca tôm nó canh khoai mỡ. Cái hành này chút đỉnh này thì để lát mình nêm canh nha cả nhà. Cá chiên ăn với canh khoai mỡ. Mời cả nhà vào bếp với em nha. Thì với canh khoai mỡ nấu tôm, cá phi chiên mặn thì mình ăn cũng thông thường cái bữa ăn mình đó cả nhà. Ở đây thì em cũng chuẩn bị vậy, còn chút đỉnh gia vị cái nguyên liệu tiêu tỏi, bột ngọt, đường thì cũng bình thường thôi ha cả nhà ha. Rồi mình tóm tắt ha, mời cả nhà vào bếp nha. Giờ mình chiên cá ăn cơm nha cả nhà. Dầu nóng thì mình thả cá vô. Giờ mình để cho nó nguyên vậy đi, rồi cho đến chừng nào mà nó vàng đi rồi mình hả trở. Rồi có biết đây mình bắt dầu lên mình xào tôm rồi mình nấu canh nha cả nhà. Rồi cho miếng dầu vô. Rồi dầu nóng mình cho tỏi vô nha. Là tỏi vàng mình cho tôm vô. Tôm vô mình xào cho nó săn lên, mình cho nước vô mình nấu. Cơm mình xào tỏi là nó thơm rồi nó nhẹ, giờ mình đổ nước vô ha. Rồi cho nước vô nó xanh. Cơm giờ nước sôi cả nhà, giờ mình cho khoai mỡ vô ha, khoai mỡ nãy mình bầm rồi nè. Này, nấu canh mỡ hay nấu canh tôm, ăn cơm nha cả nhà. Canh phải mỡ mình nó cũng sôi nãy giờ cả nhà, mới xay xào lại nó tràn tùm lum luôn à. Mình làm một cái công hai ba việc rồi cái mỏ nó đây nó tràn trề lê láng này đó. Thiệt tình này nó cũng chín cả nhà. Mình nêm nếm lại, nãy mình có nêm cái hạt nêm với nước mắm với đường muối vô trong cái tôm cái nhà mình ướp rồi mình xào á. Để giờ mình nêm lại có vừa ăn chưa. Thôi vừa ăn rồi, giờ mình nêm hành lá thôi ha. Cắt hành lá nêm vô chín rồi cả nhà. Chắc tiêu mình ăn rồi mình sẽ nêm sau, tại nhà mình có em bé nhỏ đó, nó ăn canh này mình không có để tiêu được, cay nó ăn không được. Mà cái này theo như là mình có thêm cái rau ôm ở cả nhà, rau nó chua mà cái rau ôm mình nêm thì thơm dữ lắm. Ở nay mình không có mua rau ôm, ở nay nhà mình có gì mình xài đó nè. Hành có sẵn mình mua để sẵn, bây giờ như đây mình nêm lại gì mình xài đi. Ngon quá cả nhà. Cá nó cũng vàng nha, cũng gì trở nè. Thank you.
Để ra giấy này cho nó rút dầu ra nha. Chỗ này có phi này, có phi đầm này cả nhà, cho nó mở vô. Ngon ghê nè. Cá chiên vàng ngon quá cả nhà. Đó. Giờ còn cái đầu cái mình cho nó rửa ra lại ăn cho nó vàng luôn ha.